Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những con giáp xui xẻo bậc nhất trong ngày 27 tháng 10 âm lịch. Vào những ngày này, khi đi ra đường, bạn tuyệt đối phải cẩn thận, chú ý vấn đề xe cộ. Trong công việc làm ăn giao dịch, ký kết những bản hợp đồng lớn, các bạn cũng cần để ý từng ly từng tí để tránh gây ra những sai sót nghiêm trọng. Trong các mối quan hệ tình cảm, nên chú ý đến lời nói, hành động để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có. Tiền mất tật mang trong ngày 27 tháng 10 âm lịch này. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Một, tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ do được độ tương hại cùng nên đường công danh sự nghiệp không được thuận lợi cho lắm. Bản mệnh cần chú ý hơn. Ngày này bản mệnh có thể sao nhãng, kém tập trung vào việc đang làm nên dễ gây sai sót, ảnh hưởng tới đường tiến thân sau này. Nếu không sớm chấn chỉnh bản thân, đó sẽ là cơ hội để những kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu, bôi nhọ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và vị trí hiện tại của con giáp này. Để có thể đi tới như ngày hôm nay, bạn đã phải rất vất vả và trả giá không ít, vậy nên đừng để công sức đổ bể. Vận khí trong ngày bất ổn nên cũng không thích hợp cho các hoạt động cầu tài hay là đầu tư mạo hiểm. Nếu đã có sẵn kế hoạch, bạn tốt nhất nên rời sang một ngày vượng vận khác để tránh những rủi ro không đáng có, gây thất thoát về tiền bạc. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tốt để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Mùi. Áp lực công việc sẽ gia tăng đáng kể khiến tuổi Mùi phải nỗ lực hết sức để vượt qua và không được phép bỏ cuộc. Trong ngày 27 tháng 10 âm lịch, cục diện tương xung xuất hiện càng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Bạn cần học cách thích nghi linh hoạt để sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức xảy tới. Tình hình tài chính cũng có điểm báo hao hụt, thất thoát không ít tiền bạc. Thời gian này bản mệnh chi tiêu nhiều hơn dự bị nên cần xem xét lại càng sớm càng tốt để kịp thời điều chỉnh, không bị loạn chi. Vì trước mắt bạn sẽ còn rất nhiều việc cần dùng đến tiền nữa đấy. Ngày này, chuyện tình cảm của tuổi Mùi không được khả quan cho lắm. Những bạn còn độc thân thì tiếp tục yên vị với tình trạng hiện tại. Còn người đã có đôi, đã lập gia đình thì hãy thận trọng với cảm giác thất vọng, chán chường và lạnh nhạt của nửa kia dẫn tới mối quan hệ có khoảng cách. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi mã Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Tuất. Tuổi Tuất trong ngày hôm nay phạm vào tứ hành xung thì Tuất xử Mùi. Tuổi Tuất bị phạm tương hình, vậy nên vận trình trong ngày mới của người tuổi Tuất có phần gập ghềnh, trắc trở. Vì bạn sốt ruột, lo lắng nhiều thứ, lúc nào cũng đứng ngồi không yên. Có lẽ do dạo gần đây công việc liên tục nảy sinh rắc rối khiến bạn trở nên căng thẳng hơn, nhưng càng lo thì càng không tìm ra cách giải quyết đâu. Tư tưởng hỗn loạn, tâm lý bất an khiến con giáp này cũng chẳng có đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định đầu tư khôn ngoan. Bạn tốt nhất không nên vội vàng vung tiền vào những dự án mà bản thân không nắm chắc phần thắng, kẻo kết quả cuối cùng chỉ có bạn là thu thiệt mà thôi. Chuyện tình cảm không mấy tiến triển vì con giáp này có yêu cầu cao, khó tìm được người phù hợp, đáp ứng tất cả những điều bạn mong muốn. Đó chính là lý do người độc thân vẫn tiếp tục độc thân mà thôi. Các cặp đôi cũng nên tiết chế hành động cũng như phát ngôn của mình để phòng làm tổn thương người đối diện. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tốt để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Là tuổi Dần. Xin chia buồn với người tuổi Dần khi mà bản mệnh là con giáp sẽ gặp tiểu nhân trong ngày 27 tháng 10 âm lịch này. Trong ngày hôm nay, những chú hổ sẽ khó khăn trong việc gìn giữ được tình cảm của mình với người ấy. Có điểm báo kẻ thứ ba xuất hiện, phá hoại mối quan hệ của hai bạn. Kẻ xấu bụng này sớm đã có mưu đồ nên biết lựa thời điểm, biết tìm kiếm sơ hở để bản mệnh không thể nào kịp xoay sở. Thực chất, chính bản thân mối quan hệ của bạn và người ấy đã có những vết nứt từ trước. Chỉ là thời điểm này có kẻ tiểu nhân lợi dụng cơ hội để chen chân vào mà thôi. Con giáp này có phần cố chấp,
sẽ khiến cho người ấy hiểu lầm tình cảm của mình khi không chịu bộc lộ tình cảm. Bạn mệnh cần bớt nói những lời phũ phàng để che giấu cảm giác tội lỗi của mình. Có lỗi thì nên nhận lỗi, đừng trẻ con như vậy. Từ khi hàng ngày nhận thấy tuổi Dần được chính ấn độ mệnh nên có một ngày làm việc hăng say, tạo ra nhiều giá trị đáng kể. Mặc dù công việc vẫn nảy sinh khó khăn và trở ngại nhất định, nhưng nhờ sự nhanh trí và linh hoạt của mình, bản mệnh giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Cũng trong ngày này, Dần còn có thể tìm kiếm nhiều cơ may tài lộc, kiếm về tay không ít tiền bạc. Nhờ thế mà con sát này có thể thoải mái chi tiêu cho bản thân và gia đình mà không phải lo lắng gì trong thời gian này. Dù vậy, bạn cũng không nên tiêu xài hoang phí cho những món đồ không thật sự cần thiết. Mộc khắc thổ, chuyện tình cảm cá nhân của những chú hổ vẫn còn lắm gập ghềnh cần đối mặt. Bạn và người ấy có nhiều quan điểm trái ngược về các vấn đề trong cuộc sống. Ban đầu, đó là điểm thu hút đối phương mãnh liệt, sau dần dà, nhiều vấn đề nảy sinh bất cập cũng sự khác biệt đó. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Năm tuổi Thìn. Ngày xưa, những người tuổi Thìn phạm vào cục diện tương phá, người tuổi Thìn khó có thể phát huy cao độ năng lực của mình khi liên tục bị tiểu nhân quấy phá và làm đủ trò cản trở. Thực tế là dù bạn đã cố tỏ thái độ dĩ hòa vi quý, nhưng đối phương liên tục gây hấn vì lòng ganh ghét, đố kỵ với những gì bạn đạt được. Việc kinh doanh buôn bán trong ngày cũng bị đối thủ cạnh tranh không lành mạnh, khiến bạn thường phải vất vả, xoay sở đủ kiểu. Việc kiếm tiền vì phải chịu nhiều ảnh hưởng nên có dấu hiệu chững lại. Thậm chí nếu không cẩn thận, bản mệnh còn có thể thất thu một khoản không nhỏ vào tay đối phương. Về tình cảm, dường như chiến tranh lạnh giữa các cặp đôi vẫn chưa có dấu hiệu hòa hoãn, mà ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, chẳng ai chịu nói với ai câu nào. Mặc kệ mọi chuyện tới đâu thì tới, hãy nhớ rằng một khi để tình cảm phôi phai sẽ rất khó để hàn gắn lại như ban đầu. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Hợi. Ngày được tam hội che chở, người tuổi Hợi có điểm báo được quý nhân giúp đỡ, có người chỉ đường dẫn lối trong công việc nên tránh được cạm bẫy, thành tích tốt đẹp. Nhưng dù có đang đạt được lợi thế lớn lao, bạn cũng chớ nên sinh tự mãn, hãy luôn khiêm tốn để ngày càng hoàn thiện và phát triển xa hơn nữa. Tận dụng các khí trong ngày hôm nay, tuổi này có thể nhanh chóng tiến hành việc, thực hiện các kế hoạch đầu tư, sẽ thu được nguồn lợi nhuận đáng kể. Bên cạnh đó, bạn còn được tặng, thưởng hoặc may mắn trúng được quà hay tiền nữa cơ, quả là một ngày may mắn với con sát này. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mã Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất ngày 27 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.